trả ạc lại cho ta. Không xong rồi Kakarot ơi, thằng Rolly này nó bị mất ạc xong, nó bị điên rồi. Bây giờ phải tìm cách nào để kéo dài thời gian thôi. Trông cậy vô anh hết đó Riza. Ê, ê, em vô tội, em không có liên quan gì ở đây hết. Chào mừng các bạn đến với shop cầy game giá rẻ.com. Thôi thôi khỏi chào đi, mệt thế bà luôn ạ. Để đánh thắng được tên Rory này chúng ta phải nạp robot thôi. Người điên à, nạp robot tốn kém lắm, đã vậy còn cần thẻ visa này nọ nữa. Không sao, tên shop này nạp bằng thẻ cào mà, đâu có tốn thẻ visa hay gì đâu. Không biết có an toàn và chất lượng không? Không sao đâu, bữa trước tao nạp rồi một lần, tao đánh xin bộ hung tao nạp rồi nên yên tâm đi. Sao, ngươi vừa chạy đi à, tại sao tao thấy ngươi có vẻ mạnh lên đó? Đó chính là sức mạnh của nạp lần đầu đấy, Riza à, em còn non lắm. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay là All Star Tower Defense Top Togo ngày 37. 37 cũng có con đang cần mua anh em, đó là con bút tầm. Con bút tầm 4 sao. À, tôi hy vọng là tôi sẽ ra con 4 sao chứ không phải là con 5 sao. Có cái là bây giờ nó hết, sắp hết giờ rồi. Trời ơi. Giờ mới mua gấp anh em. Tôi lúc tôi phát hiện thì quá trễ rồi. Quay. Ra con 5 sao. Tôi còn có 4 sao mà. Phát nữa anh em, phát này không ra nữa là không kịp giờ luôn á. Tôi còn có 4 sao nó bán ra con 5 sao. Hai phát không ra luôn, không xong rồi đại dương rồi. Ôi no. Tính giờ mua con 4 sao mà nó lại bán con, nó ra con 5 sao mới đau. Tôi phát hiện hay trễ các bạn. Lại bán cho ông già Phật tổ nữa. Mới có ông này level 80 xong bây giờ cho ông level 1 nữa. Thiệt là nản quá đi. À, tính mua con bút tầm mà đánh để nó bút lên nó đánh mà cốt cuộc nó lại cho con già. Thôi vậy video này có gì đâu quay anh em. Tính là lấy con búa tầm đánh để mình kết hợp này nọ. Nhưng mà rốt cuộc lại là không được. Mua con 4 sao. Muốn con 4 sao nhưng mà kết quả nó lại ra con 5 sao. Vậy thôi tôi sẽ cho các bạn coi cái video laptop của tôi ngày hôm nay. Hôm nay mượn ạc laptop và cái kết ha. Hả? Có đặt mà tôi đâu không đặt đâu. Tôi không đặt đâu đen đó. Đặt đâu đen làm sao. Tôi tưởng là cái đội hay tên râu đen cái tên là nó đã hoàn hảo rồi. Đó, cho nó về đâu gặp râu đen đi. Đó, gặp râu đen thân yêu của nó đi. Rồi, chính hết rồi đó. Tính ra cũng làm được việc chứ bộ. Đúng là nó lùi. Nó lùi tới râu đen. Ủa, nãy thấy nó dính rồi mà ta. Cái con Zimbe này đang mang cái quần tới chúng ta vậy nè. Update mới khi nó lên 80 hết rồi, hồi đó mình lên 76 thì cũng ổn. Sao có cách lên? Cái con này nó chạy hơi nhanh đó, nó còn 300.000 máu, 3 triệu máu vậy nè. Báo bà con, cô bác có con quái đang chạy rất nhanh với tốc độ 100 km một giờ, nó đang lao vào nhà chúng ta. Nó vẫn còn rất là nhiều máu. Để ơi, về cứu lại ơi. Ơi, nó còn 2 triệu, được. Cái này dừng thời gian cái nữa được, mà tôi không có con dừng thời gian với đau chứ. Nó đang chạy qua một hàng rào. Ô, không sao, nó chết chắc rồi. Bao chết luôn. Không dính râu đen từ đầu tới cuối luôn ta. Kiểu như nó miễn dịch hay sao á. Nó sắp vô nhà rồi anh em ơi. Con quái nó vô nhà nè. Nó vô thiệt. Đội quần nó đang đây nè. Hay quá. Một xíu nữa là đội thiệt rồi. Hay quá. Đồng đội chặn lại kịp. Con quái nó chạy một hơi tới nó mang những chiếc quần xinh xắn. Bảo vệ tới 4 mấy giây hả ta? 2 mấy giây đúng không? 25 giây hả? Này sẵn đây rồi, này sẵn đây. Sao? Này có cần nó tua lên xíu không? Ra một phát nữa. Chiếc bê. Có đầu đó, anh thấy. Đầu mực rồi đó. Rồi, cho nó lùi lùi lại đi. What? Sao có đứa lùi, cái đứa nó phiên bản cũ nó không lùi không ơi? Không xong rồi. Mỗi con dính có một lần. Một lần trong đời thôi hả?
đấy là dính được thêm lần. Sao thì à, có con cà lon phải không? Không xong rồi đại dương rồi. Quốc Nam đại dương rồi, à, đúng rồi đó đại dương rồi. Những chiếc quần xinh xắn. Không xong cà lon. Đi tôi coi tôi lùi cà lon. Màn bảo vệ mới bật lên luôn. Căng não quá. Không xong rồi đại dương rồi. Bên kia bút rồi, nó bút rồi mà. Không sao, thấy nó chết hết trơn, còn có mỗi con cà lon thôi. Nó bể ra, nó đi chậm rồi, không sao đâu. Nhìn máu đi biết nó chết hết trơn rồi nè. Ủa không phải, con đó con khác, không liên quan. Tại sao lại con thằng nó lại đi. Đó, lùi rồi, chém nó đi, đừng ngại ngùng. Nó đi lên rồi. Bảy cục. Cái thằng máu nhiều nhất là đi trước nó mới ghê. Để phải chém. Xài hết rồi đó. Bây giờ bây giờ mà nó vô là đội đó. Lại lắc 68. Chém nó ghê, không chém được. Chém tôi không sao, không có bị gì đâu. Thôi rồi, còn hơi bị nhiều. Đấy, ủa anh còn đi bốn xe không? Còn, nhưng mà nó xài rồi mà đâu có xài được nữa. Xài rồi đó, nãy còn kia đó. Còn 4 mấy mờ. 3 mấy mờ không nói rồi. Đáng quá. Chút nữa anh ra đổi bi cái em. Xém thắng rồi. Chút nữa anh Huy ra đổi rồi. Thôi xíu nữa chắc tới 12 giờ quá. Thôi không biết anh em đập đi. Tụi tùm mền mới được. Wow. Xém chết luôn, cái này đi 4 xe là bao thắng luôn.